Jennifer và Xuân Quỳnh rất là vui gặp lại quý vị ngày hôm nay, ngày thứ năm của tuần này, và quý vị đang theo dõi chương trình Vẻ đẹp Vĩnh Hằng, một chương trình được bảo trợ bởi công ty dược mỹ phẩm Forever Beaumont. Thưa quý vị, và trong chương trình, chủ đề của tuần này sẽ tiếp nối về cách chăm sóc làn da bị dầu và đặc biệt là làn da bị mụn. Thưa quý vị, làn da dầu cũng có cần rất nhiều chăm sóc là để cho quý vị không có bị nổi mụn hay là không có bị cay ra dầu thêm. Thì nguyên cả tuần này Jennifer và chị Xuân Quỳnh có chia sẻ với quý vị cách săn sóc làn da dầu cũng như chăm sóc làn da mụn. Ngày hôm nay đó thì Jennifer và chị Xuân Quỳnh sẽ chia sẻ với quý vị là những loại da dầu mình nên dùng, loại moisturizer gì và dùng loại serum gì. Có nhiều lúc da dầu hiểu lầm là mình không có cần dùng đến moisturizer hay không có cần dùng đến serum, nhưng mà thật ra da dầu cũng rất là cần hai cái sản phẩm đó. Thưa quý vị, thường thường làn da của chúng ta thì mình có ba cái loại da căn bản là loại da khô, loại da hỗn hợp và loại da dầu. Một cái điểm mà rất là nhiều người da dầu thích ở chỗ là thường thường thì ai mà da dầu đó thì cái quá trình mà lão hóa đó nó sẽ chậm hơn khi mà chúng ta lớn tuổi. Những người mà có da dầu đó thì da của mình nó căng bóng, nó không có bị nhăn giống như những người có làn da khô. Tuy nhiên cái làn da dầu đó thì cũng khiến cho chúng ta bị cái tình trạng nổi mụn nhiều hơn, bởi vì cái lỗ chân lông của chúng ta bị bít thì thường thường hay gặp phải những cái việc mà nổi mụn diễn ra ở da dầu nhiều hơn là da khô. Dạ, thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn theo dõi những cái chương trình của Forever Beaumont mà nói về cách săn sóc da dầu và da mụn đó, quý vị có thể lên Facebook của Forever Beaumont, đó là search Forever Beaumont, và quý vị có thể coi những chương trình đó. Để nói to recap những cái tip mà Jennifer và Xuân Quỳnh có chia sẻ với quý vị chăm sóc da dầu đó, đầu tiên mình cần đến một cái gel tẩy tế bào chết để cho nó exfoliate cái làn da và sạch cái lỗ chân lông. Cái tiếp nữa, quý vị cần một cái loại serum mặt nào mà nó có chất dầu olive oil ở trong đó cũng như là nhẹ để giúp dịu làn da và sạch lỗ chân lông của quý vị, và giúp tạo ra cái chất nhìn nền tốt. Và ban ngày đó thì quý vị nên dùng đến một cái loại chống nắng, kem chống nắng mà vừa giữ độ ẩm cho quý vị mà có thể vừa control cái oil nữa để nó không có bị bóng da. Trị những cái da mụn đó thì quý vị có thể dùng là cái kem nhẹ ban đêm. Ngày hôm nay đó thì Jennifer muốn giới thiệu cho quý vị cái sản phẩm kem tế bào cốc, một cái loại moisturizer rất tốt cho da dầu, và kế tiếp nữa là một cái sản phẩm serum, nó gọi là hyaluronic serum, để bảo vệ làn da của da dầu mùa hè này. Thường thường nó như cái Jennifer đã chia sẻ là những ai có làn da dầu á thì thường mình nghĩ là mình không có cần phải thoa kem dưỡng da hoặc là mình sử dụng serum, bởi vì cái làn da dầu nó có dầu rồi, mình không cần những cái bước đó. Và một cái điểm sai lầm mình hay mắc phải đối với những người da dầu đó là mình hay sử dụng những cái miếng mà chấm dầu để mà hút dầu đi. Nhưng mà thưa quý vị, là nếu mà mình sử dụng mình lạm dụng cái đó quá thì nó sẽ khiến cho cái làn da của chúng ta tiết ra nhiều dầu hơn nữa. Khi mà mình dùng những cái blotting sheet là những cái miếng giấy mà chấm dầu đó, thì trong lúc đó nó có thể lấy những cái dầu đó ra, nhưng mà qua nửa tiếng hay một tiếng cái làn da quý vị sẽ tiếp tục bị dầu nữa. Thì cách để trị da dầu đó là quý vị muốn bắt đầu từ cái cách săn sóc làn da. Thì Jennifer là một người da dầu, và bởi vì vậy đó hồi trẻ Jennifer bị mụn rất là nhiều, nhưng mà sau này Jennifer biết cách săn sóc rồi đó, Jennifer muốn share những cái advice và những cái tip đó cho quý vị. Thì hàng ngày quý vị nên nhớ là da dầu mình nên rửa mặt mỗi ngày 2 lần, sáng lần, tối lần. Và sau khi quý vị rửa mặt xong thì quý vị nên xài đến băng nhài đó, thì là cái hyaluronic serum của công ty Forever Beaumont, hay là một cái loại serum nào mà nó giúp giữ độ ẩm cho làn da. Thường thường cái làn da mình bị dầu tại vì cái pH nó không có balance, có nhiều lúc mình thiếu dầu nên làn da mình bị nó làm dầu thêm. Thì khi quý vị dùng một cái serum mà nó giúp bảo vệ cái lớp bề da quý vị mà nó chiết xuất cái chất hyaluronic acid đó, thì quý vị sẽ thấy là cái làn da mình nó mềm mại và qua một thời gian nó sẽ đỡ dầu. Và Xuân Quỳnh thấy là những cái người mà da dầu á, chính Xuân Quỳnh mặc dù không có cái làn da dầu, mình có cái làn da khô, nhưng mà thường thường nghe những người có da dầu hay nói những ai mà da dầu á là phải rửa mặt thường xuyên, phải rửa mặt nhiều hơn nữa. Thì cái việc mà rửa mặt thường xuyên hoặc là mình sử dụng những cái loại sữa rửa mặt mà có tính acid nhiều quá thì nó không chỉ là nó làm cho cái làn da của chúng ta bớt dầu đâu, mà nó còn làm mất đi cái độ ẩm cho làn da, khiến cho cái làn da của chúng ta nó bị mất cái cân bằng nữa. Tại sao những người da dầu và da mụn họ rất là thích xài cái sữa rửa mặt nhẹ? Tại vì khi quý vị xài xong á, nó không có làm khô hoặc là căng cái da mặt của mình nữa. Tại trong đó nó có chất olive oil. Olive oil nó giúp là tạo cái chất nền tốt cho làn da, đồng thời nó giúp moisturize và dưỡng ẩm cho cái làn da quý vị. Và quan trọng hơn, cái chất nhẹ trong đó đó nó giúp là trị những cái vết
vết thẹo, những cái vết mụn trên làn da. Rồi càng ngày càng quý vị càng xài đó thì nó sẽ đỡ mụn trên làn da nữa. Đặc biệt là cái sữa rửa mặt này là hoàn toàn với những cái thành phần tự nhiên, không có tính axit hoặc là không có alcohol ở trong đây. Quý vị có thể an tâm sử dụng cái này cho cái làn da khô, da dầu hoặc là da hỗn hợp để mà mình vừa làm sạch cái da mặt, vừa duy trì được độ ẩm và đặc biệt là ngăn ngừa mụn tái phát trên làn da của chúng ta nữa. Thì cái đó sữa rửa mặt nhẹ quý vị có thể xài hàng ngày, còn một tuần 1 đến 2 lần cho da dầu đó quý vị có thể xài đến là cái gel tại tế bào chết của Forever Be More, gọi là Soft Touch Peeling Gel. Nó nói là peeling nhưng mà nó không có lột cái làn da quý vị. Nó chỉ khi quý vị thoa lên làn da trên da mặt khô đó, nó giúp bong cái da chết ra và nó có thể khi quý vị bong cái da chết ra đó thì khi quý vị rửa mặt sạch hay là dùng những cái loại kem nó có thể thấm sâu hơn vào cái làn da quý vị. Tại sao da dầu đó rất là quan trọng là mình loại bỏ những cái tế bào chết ở ngoài, tại vì khi mình da dầu nó cứ đóng lớp trên lớp and so nó có thể bít cái lỗ chân lông của mình và cay ra mụn thêm nữa. Ngoài những cái việc mà sử dụng những cái sản phẩm như là sữa rửa mặt, kem dưỡng da hoặc là những cái loại mà peeling gel, thì theo Jennifer cách ăn uống như thế nào để mà mình giúp hạn chế cái dầu xuất hiện trên da, đặc biệt đối với người da dầu? Nếu mà quý vị da dầu á, cứ nhớ tiếp tục là uống nước nhiều vào. Nước rất là quan trọng để chăm sóc làn da của mình. Nếu mà quý vị không có cái water bottle ở nhà, quý vị có thể mua water bottle của Forever Be More, hoặc là mua cái loại cái chai water bottle nào lớn á, và cứ tiếp tục uống nước hàng ngày, và hạn chế lại ăn những sản phẩm mà có dầu mỡ nhiều. Tại vì khi mà mình ăn vô những cái thức ăn giống như khoai tây chiên, potato chips, hay là trà sữa, hay là đường, nó sẽ khiến cho những cái tuyến tiết ra hóc môn trên làn da của mình nó tiết ra nhiều hơn và sinh ra dầu nhiều hơn nữa. Đúng. Và quý vị nhớ là tập thể thao. Even nếu mà quý vị đi bộ nửa tiếng hoặc là một tiếng một ngày, quý vị có thể là rửa mặt sạch trước khi mình đi bộ để nó không có bị giống như những cái trang điểm của mình hay là những cái kem của mình nó sẽ không có bít lỗ chân lông của mình. Và sau quý vị exercise xong á, nhớ là rửa mặt thêm một lần nữa hay là dùng những cái nó gọi là micellar water đó. Đúng rồi. Vâng, thưa quý vị, rất là quan trọng, không chỉ da dầu mà da thường hoặc là da khô, cái bước mà chúng ta làm sạch hoặc là duy trì một cái chế độ ăn uống khỏe mạnh phù hợp thì nó cũng giúp cho cái làn da của chúng ta được khỏe mạnh nữa, phải không Jennifer? Đúng. Và sau khi quý vị rửa mặt sạch đó, thì bây giờ mình nói về cái serum đi. Cái làn da của người da dầu rất là quan trọng là dùng serum, especially nếu mà quý vị đang đã qua 25 tuổi rồi, lúc đó mình muốn dùng serum để phục hồi độ ẩm cho làn da. Độ ẩm á, nó có thể giúp chống lão hóa cho làn da quý vị lận. So cái hyaluronic serum của Forever Be More đó, nó chỉ có vài cái ingredient thôi, nhưng mà cái thành phần chính của nó đó là hyaluronic, rất là quan trọng để bảo vệ cái làn da quý vị. Giống như Jennifer da dầu nhưng mà Jennifer vẫn xài cái đó, chị Xuân Quỳnh da khô cũng rất là thích hợp với lại hyaluronic serum. Và cái hyaluronic serum đó rất là nhẹ nhàng, nó gentle, mình chỉ cần vài giọt trên làn da thì nó sẽ làm một cái lớp bảo vệ rất là mỏng và tự nhiên trên làn da của mình. Xuân Quỳnh muốn hỏi Jennifer là thế mà cái làn da mụn mình có nên sử dụng hyaluronic serum được không? Tại vì nếu mà quý vị có làn da mụn đó thì có nhiều lúc cái làn da mình nó bị tổn thương, nó sensitive, nó đỏ, thì cái hyaluronic serum nó có thể giúp vừa bảo vệ da mà nó dịu xuống những cái irritation trên làn da nữa. Đúng vậy thưa quý vị, nhắc đến da mụn đó là Xuân Quỳnh biết đó là làn da mụn á, là làn da mà có thể nói là rất là nhạy cảm, lúc đó cái làn da của mình nó rất là yếu. Việc mà chúng ta mà rửa mặt quá nhiều hoặc là mình sử dụng những cái sản phẩm quá mạnh đó thì nó hoàn toàn là nó không mang lại những lợi ích mà còn mang lại tác hại cho làn da của chúng ta nữa. Tuy nhiên với sản phẩm hyaluronic serum với những cái thành phần rất là nhẹ nhàng giúp giữ ẩm và duy trì được cái độ ẩm cho làn da lúc mà bị mụn. Thưa quý vị, sau khi quý vị dùng cái hyaluronic serum xong đó thì tùy theo ban ngày hay ban đêm, quý vị có thể dùng là cái kem chống nắng UV Clear của Forever Be More. UV Clear tại sao nó tốt cho da dầu và da mụn? Tại vì nó giúp control cái oil. Trong đó nó có hai thành phần vừa bảo vệ làn da quý vị từ tia cực tím UVA và UVB. Nhưng mà ngoài đó ra nó có là vitamin B3 để trị những cái vết thẹo hoặc là những cái vết sạm trên làn da quý vị. Và trong đó nó cũng có hyaluronic acid nữa để giúp tiếp tục phục hồi độ ẩm cho làn da. Nhưng mà Jennifer, một người da dầu rất là thích dùng cái UV Clear, mình chỉ cần một lớp mỏng thôi, nó rất là nhẹ và mướt. Và nó không có bị cay ra bóng trên làn da quý vị.
Nha, xung quanh có một cái đứa em họ đó đang ở trong cái độ tuổi mà tuổi teen, đang thay đổi những cái hormone trong cơ thể, thành ra trên khuôn mặt xuất hiện rất là nhiều mà nhiều mụn. Thì vừa qua đó thì mẹ em cũng rất là thích cái sản phẩm UV Clear, tại vì khi mà thoa lên á, nó rất là nhẹ, nó mình có cảm giác giống như là mình không có sức kem chống nắng vậy đó, mà những cái nốt mụn của em á cũng không có bị kích ứng, da bị gây đỏ nữa, rất là nhẹ nhàng cho cái làn da của em, mà vừa giúp em chống nắng được nữa. Dạ, cái UV Clear tại vì nó tiếp tục giữ control cái oil đó, thì càng nhà nó cũng sẽ giúp làn da bị mụn, đỡ bị mụn nữa, nó có thể trị những cái vết, cái vitamin B3 trong đó có thể trị những cái vết vết thẹo còn lại từ mụn, nếu mà quý vị đã bị pop cái pimple. Đúng rồi, và nhắc đến cái việc mà nặng mụn đó, thưa quý vị, là trong lúc mà mình bị mụn, hoặc là ngay cả khi mà mình không có mụn đi, thì mình phải rất là hạn chế tuyệt đối, là mình không có nên sử dụng tay, thoa lên mặt thường xuyên, hoặc là mình cũng nên lúc nào mình cũng clean cái cell phone của mình, tại đôi khi mình dùng cell phone đó, mình áp sát bên má thì nó cũng có những cái bacteria, những cái vi khuẩn nó dính vào cái làn da của chúng ta. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị có những trẻ em ở nhà hay là quý vị có bị mụn đó, quý vị có thể điện vào công ty để công ty tiếp tục tư vấn quý vị về cái làn da, và đồng thời cũng sẽ gửi những cái sample của những sản phẩm quý vị thấy trên màn hình cho quý vị xài thử trước. Và ngoài cái hyaluronic serum ra đó thì xin lỗi quý vị, ngoài cái UV clear ra đó thì ban đêm quý vị có thể xài đến cái sản phẩm stem cell, là cái kem tế bào gốc. Stem cell nó giúp sửa chữa cái tế bào của quý vị bằng cách là nó dùng những cái stem cell từ plants, so plant stem cells. Nó rất là mát cho làn da, especially mùa hè này quý vị rất là cần thiết một cái moisturizer cho da dầu. Cái này khi quý vị thoa lên nó làm mát làn da xuống, và qua đêm nó sẽ sửa chữa cái tế bào của quý vị, để nếu mà quý vị bị mụn đó, quý vị sẽ làm sẽ thấy là qua một thời gian nó cũng sẽ giúp nhiều những cái vết mụn đó xuống. Đúng rồi, chăm sóc cái làn da là một cái bước rất là quan trọng, và đặc biệt là chăm sóc cái làn da mà bị mụn thì càng quan trọng hơn nữa, phải không Jennifer? Một cái sản phẩm khác mà trong chương trình này Xuân Quỳnh muốn giới thiệu đến quý vị khán giả, mà không chỉ mang lại những cái lợi ích cho làn da mà còn cho sức khỏe của chúng ta nữa, đó chính là tinh bột nghệ. Tinh bột nghệ. Jennifer thấy là sản phẩm tinh bột nghệ này nhà nào cũng nên có hết, tại vì quý vị có thể dùng cho chính mình, hay là cho em những trẻ em ở nhà đang bị mụn, hay là cho những người lớn, tại vì tinh bột nghệ nó có rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe và đặc biệt cho làn da. Tinh bột nghệ đó, khi mà mình uống vào mỗi nhà một muỗng cà phê đó, quý vị có thể pha chung với lại nước ấm, rau ua của quý vị, đồ ăn quý vị cũng được nữa. Nó rất là dễ dùng tại vì cái này là tinh bột nghệ nữa, nó không còn cái mùi giống như mùi nồng giống như bột nghệ. Đúng rồi. Và hôm qua cũng có quý vị khán giả có hỏi đó là cái sự khác biệt giữa tinh bột nghệ và củ nghệ, thì thưa quý vị, phải mất đến là 25 kg củ nghệ tươi thì mới cho ra đời là 1 kg tinh bột nghệ. Cái tinh bột nghệ có thể nói là cái thành phần mà tinh túy nhất của củ nghệ, sau khi mà nó đã lược khỏi xác nè, rồi những cái chất dầu ở trong củ nghệ thì nó mới cho ra đời, là từ 25 kg tinh bột nghệ mới cho ra đời 1 kg tinh bột nghệ từ 25 kg củ nghệ tươi. Dạ, tại vì tinh bột nghệ đã lọc ra những cái chất dầu trong cái củ nghệ rồi đó, quý vị có thể dùng mỗi ngày và không có sợ nó bị nóng trong mình. Sau những người nào mà bị mụn hay là da dầu, hay là bị nám trên làn da đó, khi quý vị uống tinh bột nghệ vào mỗi ngày, nó giúp là sáng trắng cái làn da một cách rất là tự nhiên và đẹp, và đồng thời nó có thể làm mát cái cơ thể quý vị, so quý vị sẽ thấy đó là nó sẽ không có bị nổi mụn tiếp tục nữa. Những quý vị nào mà bị mụn rất là nặng và dùng kem nó không có trị được đó, Jennifer recommend quý vị xài đến tinh bột nghệ. Nếu mà quý vị bị mụn trên tay hoặc là mụn trên lưng á, tinh bột nghệ cũng có thể giúp trị những cái chỗ những chỗ đó nữa. Rất là dễ dùng, mỗi ngày chỉ cần uống một muỗng cà phê thôi. Jennifer thích thoa Jennifer thích dùng tinh bột nghệ pha chung với lại một ít mật ong, một tí chanh và nước ấm, cứ uống mỗi ngày vào bữa sáng. Và sau khi mà nhắc đến tinh bột nghệ đó thì không thể nào không nhắc đến sữa rửa mặt nghệ cũng giống như là kem nghệ của công ty dược mỹ phẩm Forever Biomore. Thưa quý vị, sữa rửa mặt nghệ là một cái sản phẩm mà Xuân Quỳnh rất là thích, mà đi đâu Xuân Quỳnh cũng mang theo hết. Bởi vì có thể nói là sữa rửa mặt là một trong những cái sản phẩm rất là quan trọng để mà làm sạch cái làn da của chúng ta. Tuy nhiên, trên thị trường có rất là nhiều loại sữa rửa mặt khác nhau, thì làm thế nào mình lựa chọn được một cái loại sữa rửa mặt làm sạch da, và đặc biệt là khi mà mình rửa xong cái làn da của chúng ta nó không bị khô? Thì với sữa rửa mặt nghệ với thành phần tự nhiên hoàn toàn 100% từ củ nghệ tươi, quý vị có thể an tâm sử dụng, vừa giúp làm sạch da, duy trì độ ẩm, và đặc biệt là giúp ngăn ngừa mụn tái phát nữa.
Dạ, thì sau khi quý vị dùng sữa rửa mặt nhẹ vào ban đêm đó, quý vị có thể dùng cái sản phẩm kết hợp chung với nó, đó là kem nhẹ. Kem nhẹ này đó, khi quý vị có mụn á, quý vị chỉ cần chấm lên thôi, và qua ngày sau nó sẽ dịu xuống liền và nó không có để lại vết thẹo luôn. Tại vì nhẹ, quý vị biết rồi, rất là tốt để cho nó gọi là anti-inflammation. Đúng rồi, với cái dự tính kháng viêm thì nhẹ rất là tốt để ngăn ngừa và điều trị mụn một cách tự nhiên, mà không quý vị không có cần phải lo là nó gây kích ứng da hoặc là nó gây cho cái làn da của chúng ta khó chịu, mà có thể nói là làn da mụn nào cũng có thể sử dụng được cái kem nhẹ này, phải không Jennifer? So để chỉ quý vị cách xài những sản phẩm này để cho nó có thể trị mụn hoặc là trị da dầu được đó. Đầu tiên sáng quý vị dậy đó thì quý vị có thể xài đến là cái sữa rửa mặt nhẹ. Một chút vậy mình xài rất là lâu, tại vì mỗi lần quý vị dùng á, quý vị chỉ cần xịt ra một ít thôi, khoảng nửa đầu muỗng, and then quý vị dùng nước ấm để cho massage ra và từ từ massage lên da mặt và sau đó dùng nước ấm để xả lại. Và quý vị nhớ đó là nếu mà mình bị da mụn, mình nên dùng đến một cái khăn sạch để cho nó không có bị giữ những cái vi trùng trên làn da của mình. Và sau khi quý vị dùng cái sữa rửa mặt nhẹ xong đó, thì sáng quý vị có thể xài đến là cái hyaluronic serum. Hyaluronic serum giống vậy, một tube vậy là 60 đồng, quý vị chỉ cần pump ra một ít thôi, thì cái này nó có thể dùng cả nguyên khuôn mặt quý vị lần. Nó sẽ tạo ra một cái lớp bảo vệ da để nó phục hồi độ ẩm cho làn da. Mặc dù quý vị da dầu, quý vị cũng rất là thiết cần moisturize trên làn da. Ban ngày đó thì Jennifer recommend quý vị muốn một sản phẩm nào mà nó giúp control cái oil trên làn da quý vị. So nếu mà quý vị có trang điểm sau đó hay là đi có ra ngoài đường á, quý vị không cần dùng những cái miếng chấm dầu. And cái sản phẩm đó là cái sản phẩm UV Clear. Quý vị có thể xịt cái này lên tay và dùng chấm lên da mặt và thoa nó ra. Nó không có để lại vết trắng, nó không có mùi và nó sẽ giúp giữ control cái oil rất là tốt. Tối quý vị về đó, đi về, quý vị có thể dùng đến cái sữa rửa mặt nhẹ một lần nữa. Sau đó quý vị có thể dùng đến là cái stem cell cream. Stem cell cream Jennifer rất là thích thoa cả nguyên khuôn mặt quý vị. Những bữa giống như mùa đông đó thì quý vị có thể lót cái hyaluronic serum ở dưới và kem tế bào gốc lên sau. Cái này nó vừa moisturize và nó sửa chữa cái tế bào quý vị luôn. Sau những làn da bị nhạy cảm, làn da dầu, da mụn có thể dùng đến sản phẩm này. Còn nếu mà quý vị có bị mụn đó thì cuối cùng hết á, thì Jennifer thích xài đến là cái kem nhẹ. Kem nhẹ đó, tại sao cái tube nó rất là nhỏ? Tại vì quý vị chỉ cần dùng một ít thôi. Tức là chỗ nào mình bị mụn thì mình mới cần dùng thôi, mình không có cần phải thoa toàn bộ khuôn mặt, yeah, không Jennifer? Dạ, yeah, đúng. So nếu mà quý vị có bị mụn trên cằm, tối quý vị về đó, chấm nó lên và thoa nó ra, nó không có để lại vết vàng, nó không có stain cái da quý vị. Những cái loại kem nhẹ khác đó, khi quý vị thoa lên làn da đó, qua bữa sau mình rửa mặt sạch nhưng mà nó vẫn bị vàng lên trên làn da quý vị. Cái này không có, mặc dù nó là 100% bột nhẹ trong đó, củ nhẹ trong đó. Và tinh bột nhẹ đó thì một cái sản phẩm mà quý vị có thể uống hàng ngày, làm đẹp da, làm sáng da, tử trong ra. Ngoài ra cho sức khỏe nó cũng giúp là thải độc gan nè. Yeah. Ngoài ra thì như quý vị biết là với cái đặc tính dược tính của nhẹ đó thì nó còn giúp là trị đau nhức các khớp xương nữa. Dạ, yeah, yeah, đúng. So, nguyên sản những sản phẩm này rất là tốt cho da dầu, da mụn. Và nếu mà quý vị muốn xài thử những cái sample này, quý vị có thể điện vào số công ty đó là 888-933-7624. So quý vị có thể lựa chọn những cái sản phẩm nào mà quý vị thấy thích hợp với làn da. Jennifer thấy là nguyên cái bộ này Jennifer đã xài qua rồi và rất là thích cho da dầu. Và những sản phẩm này tốt hơn có thể dùng cho những trẻ em, trẻ em trong tuổi teen mà đang thay đổi hormone, họ bị mụn rất là nhiều lên làn da. Yeah. Và nhắc đến cái bị mụn đó Jennifer, thì mình biết là mụn do yếu tố sinh lý, giống như là khi mà các em đang ở tuổi teen, các em phát triển đó thì mình sẽ bị mụn là một vấn đề nè. Nhưng mà có nhiều những người khác ở những cái độ tuổi trưởng thành, thậm chí là có những cô mà ở trên 40 tuổi cũng bị mụn nữa. Yeah. Thì Jennifer biết là sau khi mà trong cái giai đoạn mà thai nghén hoặc là sau khi mà sinh em bé đó, yeah, cái nội tiết tố trong cơ thể của chúng ta cũng thay đổi, khiến cho những cái nốt mụn nó cũng xuất hiện nữa. Dạ, hoặc là nếu mà mình bị căng thẳng, mình thức khuya, người lớn tuổi cũng có thể vẫn bị mụn nữa. Và giống như chị Xuân Hình nói là có nhiều lúc mình bị di truyền. So nếu mà quý vị biết cái làn da của mình dễ nổi mụn đó, thì quý vị có thể tìm cách nào để chăm sóc làn da để cho khi quý vị có bị mụn, chứ quý vị có thể trị một cách để cho nó không còn để lại vết thẹo. Đúng rồi. Yeah. Cái lúc mà mình bị mụn thì mình đã cảm thấy rất là khó chịu, yeah, rồi, nhưng mà đến khi mà sau khi mà bị mụn đó mà để lại vết thâm, vết thẹo thì cũng, yeah, mình cảm thấy rất còn khó chịu hơn nữa, phải không Jennifer?
Dạ, và những quý vị nào ở trong San Jose hoặc là ở thành phố Santa Ana ở Nam Cali, quý vị có thể đến hai chi nhánh của Forever Be More để tới tư vấn làn da, cũng giống như tư vấn làn da với cô Ngọc Nhi, hay là xin thử những cái sample để quý vị có thể mang về và xài thử. Công ty Forever Be More lúc nào cũng muốn quý vị hài lòng với là những sản phẩm của công ty hết. Rồi những quý vị nào ở tiểu bang xa cũng có thể xin những cái sample này free, và công ty Forever Be More cũng có một cái return policy rất là thoải mái. Những quý vị nào mà mua sản phẩm về và xài qua một hai ngày mà thấy không có thích hợp với làn da của mình, thay đổi ý kiến, công ty Forever Be More có thể nhận lại những cái mặt hàng đó để đổi qua sản phẩm khác trong vòng 30 ngày lận. Và có thể nói là đây là một cái chương trình mà rất là phù hợp với tất cả chúng ta, bởi vì mỗi người thì lại có một cái làn da khác nhau. Đôi khi cái sản phẩm này phù hợp với cái loại da này nhưng mà lại không phù hợp với cái loại da khác. Thì với cái chương trình mà exchange cũng như là return policy thì quý vị có thể yên tâm mà lựa chọn được cái sản phẩm phù hợp với làn da của mình. Dạ, và công ty Forever Be More có những sản phẩm mà có thể giúp trị nám cho quý vị, trị da khô, cũng như da dầu. Công ty Forever Be More cũng có những cái loại nước uống chăm sóc sức khỏe từ trong ra ngoài. So quý vị có thể lên mạng foreverbemore.com để coi thêm chi tiết về những sản phẩm đó. Và sắp tới đó thì Jennifer cũng muốn share với quý vị những sản phẩm như Fucadon, giống như caviar drink, nước uống collagen từ trứng cá hồi, những sản phẩm công ty Forever Be More cũng có những cái loại thuốc uống để làm trắng sáng làn da, trị nám cho những cô nào mà họ làm trong cái môi trường giống như nail salon. So công ty Forever Be More có rất là nhiều sản phẩm để quý vị lựa chọn từ. So quý vị một lần nữa có thể điện vào công ty Forever Be More call center, mở cửa là mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều giờ Cali. Và sau giờ talk show quý vị cũng có thể nhắn từ cái Facebook của Forever Be More nữa. Và Jennifer cũng muốn nhắc quý vị về cái chương trình nhắn tin. So nếu mà quý vị nào có cell phone ở nhà và muốn theo dõi những cái chương trình khuyến mãi và muốn được là đầu tiên biết về những cái chương trình giống như một tặng một nè, quý vị có thể nhắn chữ sale, là SALE, vào cái số phone trên màn hình, đó là 888-933-7624. Và đặc biệt là khi mà quý vị là người khán giả mà theo dõi chương trình TV, được trực tiếp trên TV thì lúc nào quý vị cũng có những cái promotion rất là hấp dẫn. Nhưng mà nếu mà mình không có khả năng, nhiều khi mình không có thời gian để mà mình theo dõi trên TV thì quý vị cũng có thể nhắn tin vào số phone như Jennifer có chia sẻ là 1888-933-7624 với cái cú pháp SALE, SALE, để mình là người đầu tiên nhận được những cái promotion này. Thưa quý vị, số trực tiếp là 888-933-7624. Quý vị có thể điện vào hôm nay để nếu mà quý vị muốn xài thử những cái loại sample về những cái sản phẩm mà Jennifer đã mention trên cái talk show ngày hôm nay, hoặc là nếu mà quý vị muốn order thì cái call center sẽ tiếp tục mở cửa đến 8 giờ tối nay. Và cái miếng che nắng này Jennifer rất là thích, đây là màu xám và đây là màu xanh. Jennifer khi xài đó rất là dễ dùng. Quý vị chỉ cần kéo cái miếng kính lên và đẩy cái này nó hít vào trên cái miếng kính và cái miếng xe thôi. Quý vị xài xong thì quý vị lấy xuống và chất nó đi. Tại vì cái này nó làm từ cái non toxic PP plastic á, thì quý vị không có cần lo là nó bị cãi. Nó rất là sturdy, và quý vị thể mang từ xe này qua xe kia. Thưa quý vị, miếng che nắng này không đơn thuần là chỉ là che nắng thôi đâu, mà còn là một trong những cái vũ khí mà giúp ta chống lại cái quá trình lão hóa da nữa. Bởi vì như quý vị biết là cái ánh nắng mặt trời là một trong những cái nguyên nhân chính gây ra cái tình trạng lão hóa sớm, cũng giống như là da nhăn nè, da sạm hoặc là những cái da bị đồ mồi nữa. Thì với cái miếng che nắng này, Xuân Quỳnh hy vọng là nó sẽ phần nào sẽ giúp cho chúng ta ngăn chặn được cái tình trạng lão hóa do ánh nắng mặt trời gây ra. Dạ, so nếu mà quý vị muốn được tặng một miếng che nắng giống vậy, Jennifer xin mời quý vị hãy điện vào số công ty đó là 888-933-7624. Quý vị có thể chia sẻ những cái cách chăm sóc làn da quý vị, nếu mà quý vị có những cái tip, hoặc quý vị có thể điện vào để order những sản phẩm này, hay là xin thử những cái sample. Hôm qua có rất là nhiều quý vị điện vào và đã gửi địa chỉ cho Jennifer để quý vị gửi đến cái miếng che nắng này để tặng cho quý vị. Đồng thời Jennifer cũng đã gửi ra những cái sample của kem nhẹ, sữa mặt nhẹ và chống nắng cho quý vị, những quý vị đó xài thử. Thưa quý vị, rất tiếc là thời gian dành cho chương trình không còn nữa. Quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình trên trang Facebook hoặc cũng như là trên YouTube của công ty dược mỹ phẩm Forever Be More. Và đến đây thì Xuân Quỳnh và Jennifer xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lần sau.